Hello và chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của mình hôm nay nhé. Và đây là bàn cà phê sáng của mình. Cùng uống cà phê với mình nào. Đây, bàn cà phê của mình thì sáng hôm nay có cà phê và bơ. Cà phê này là cà phê nguyên chất do chị mình pha lắm các bạn nhé. Nói chung là rất là ngon, rất là đậm đặc. Bạn nào mà uống không quen thì nó sẽ dễ bị say lắm á. Và đương nhiên uống cà phê thì mình sẽ luôn luôn bỏ sữa đặc, bởi vì mình uống cà phê rất là tệ các bạn nhé, thích uống nhưng mà uống không giỏi. Còn đây là ống trà xanh nhà mình, sáng nay thì mình vừa cắt trước nhà xong vô mình pha luôn các bạn nhé. Sáng nào mình uống một vài ly như thế này thì trưa mình ăn cơm rất là ngon luôn, bởi vì nó rất nhanh đói bụng. Còn đây là nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, đây là bơ ở xã Đắk Lắk các bạn nhé. Đây là trái bơ mình hái ở nhà ngoại của mình, và cũng là trái bơ đầu tiên của mùa bơ năm nay luôn đó các bạn ạ. Sáng lắc thì các bạn biết rồi, khỏi chê luôn nhé. Và sáng hôm nay thì nhân tiện mình vừa uống cà phê vừa ăn bơ thì mình vô tình đã kết hợp hai món này lại, và mình thấy rằng nó rất là đặc biệt các bạn ạ. Và chúng ta hãy cùng làm nhé. Đầu tiên pha cà phê nào. Ta lấy cà phê một ít thôi, chúng ta sẽ bỏ vào trong cái phin, có 1/3 phin các bạn nhé. Pha nào. Bình thường thì mình bỏ khoảng 4 đến 5 muỗng các bạn nhé. Như vậy là đủ cho một ly cà phê cho buổi sáng của mình rồi. Một muỗng nè, hai muỗng nè, chung 4-5 muỗng là ok rồi các bạn ạ, không cần phải uống nhiều. Cà phê rất là đậm đặc luôn. Sau khi bỏ cà phê thì chúng ta sẽ dùng cái nắp chúng ta đậy lên, chúng ta ép nhẹ thôi các bạn nhé. Ép chặt thì cà phê sẽ rất là khó nhỏ giọt. Đây, ép nhẹ nắp lọc xuống nè. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ một ít nước sôi lên, ít thôi các bạn nhé, để cho cà phê nó nở ra trước đã, sau đó chúng ta mới đổ đầy phin. Nhân tiện thì mình cũng chỉ cho các bạn cách pha cà phê nhé, nếu bạn nào biết rồi thì thôi. Đây là ủ cà phê, đổ một ít nước sôi cho chúng ta đợi khoảng 30 giây, sau đó chúng ta sẽ đổ đầy phin cà phê, đầy nước sôi phin cà phê, và các bạn nhớ là phải đổ nước sôi nhé, cà phê nó mới ngon được. Rồi bây giờ đến công đoạn chúng ta cắt bơ và lấy bơ cho vào ly. Nếu bạn đã muốn ăn nhiều thì chúng ta có thể cho hai trái nhé. Đối với mình thì sáng một ly cà phê một trái bơ như thế này là đủ rồi. Sau khi xong thì chúng ta sẽ cho sữa đặc vào. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh, hoặc là ở nhiều nơi chúng ta gọi là dầm đấy các bạn, dầm cho bơ thật là nhuyễn nhé. Cái này nó giống như làm cái món mà bữa giờ rất là hot trên mạng xã hội là uống cà phê bột biển vậy các bạn, giống là cà phê bột biển đúng không ạ, nhưng mà cái này là bơ bột biển các bạn nhé. Nhuyễn lên. Rồi sau khi đánh là nhuyễn thì các bạn sẽ cho cà phê vào. Đấy, vì mình uống cà phê không quen nên mình pha cà phê nó hơi loãng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp hai thằng này lại với nhau, xem nó ra gì nào. Ôi trời, sorry các bạn nhé, chưa kịp review mà mình đã ăn hết mất rồi. Xin lỗi các bạn nhé, làm review nhưng mà sáng nay thì có khách đến chơi, sau mình ngồi mình nói chuyện. Mình vừa ăn xong, lát nhìn lại thì thấy hết mất tiêu rồi. Nói chung thì theo mình đánh giá thì món này rất là ngon. Nó vừa có độ béo của bơ nè, và vị đắng của cà phê. Nó tạo nên một món nói chung là rất là đặc biệt. Bạn thử xem như thế nào nhé. Nếu bạn nào sợ mọc thì có cà phê nó sẽ kìm lại. Còn nếu bạn nào mà uống cà phê không quen
thì chính cái độ béo của bơ nó cũng sẽ giảm bớt cái vị đắng của cà phê lại. Nói chung, đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai loại đặc sản của Đắk Lắk các bạn. Hãy thử xem sao nhé. Và nếu như bạn thấy video này hay và thú vị thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh của mình và cho mình một like nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.